Tập 15 đã bị gõ, nhưng nó không thể ngăn cản mình làm tập tiếp theo. Trước khi bắt đầu thì mình cảm ơn Gấu Buno và một số bạn khác có trên TikTok vì đã re-up những cái tập đã bị gõ gậy của mình lên TikTok hoặc là YouTube để cho fan của mình có thể theo dõi xuyên suốt toàn bộ tập của cả series. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn và mình chân thành DM TikTok. Ok, bắt đầu với câu chuyện của chúng ta nha. Lý do phải tắt đèn. Trời tâm trí ở lộn. Lý do tắt đèn giống như tập biệt thự trắng ở Đà Lạt. Tụi mình lại thêm một lần nữa đi khám phá nhà hoang. Theo lời của thằng Quý, ở gần nhà nó có một ngôi nhà bị bỏ hoang, khác ở biệt thự trắng ở Đà Lạt. Căn nhà đó theo như lời đồn, ai bước chân trong đó nặng là mất mạng, nhẹ là tưng tưng tẻn tẻn. Tụi mình thì kiểu nghe hay vậy ta, mới quay qua trách cứ thằng Quý tại sao mày không nói cho tao cái vụ này sớm hơn. Thì thằng Quý nó mới nói tại vì tao sợ ma, tao sợ tụi bay bắt tao đi chung. Mày mới nói đúng rồi, đi chung Quý ơi. Thằng Quý nó giật mình, thôi không đi đâu, không đi, mày phải đi Quý, tại vì anh em đây không ai biết đường hết á. Nhưng mà vô đó là như tao bị khùng rồi sao? Mày khùng thì có thuốc chữa, nhưng mày không dẫn anh em đi thì sự thật vĩnh viễn không được phơi bày. Mày có thể nào lắp luôn cái vụ này được không? Đừng có phơi bày nó ra. Không, tụi tao là những con người chỉ biết nói là sự thật, đó mới chính là tụi tao. Nếu mà bây giờ tụi bay muốn thì tao sẽ dẫn đường tới đó, nhưng tao sẽ đứng bên ngoài tao chờ. Ok, nếu mày thích thì mày có thể đứng bên ngoài. Thằng BD, hồi đó đứa con trai nào mà bị nói là BD nha, nhục mặt lắm. Cho nên thằng Quý nó cũng vì cái liêm sỉ của nó mới quay qua nói tiếp. Gì? Mày nói ai BD? Tao đi chung với tụi bay luôn nè. Mình mới quay qua quyền đám đó, tụi bay nghe nói rồi nha. Thằng sĩ lắc đầu với nó nói mẹ chơi khích tướng nữa. Nhưng mà thằng Quý nó cũng quay qua nó hỏi tụi mình một câu, nhưng mà đi chung với đám tụi bay ổn không vậy? Mình mới nói yên tâm đi, cao lắm chết thôi. Còn nếu mày thấy không ổn thì mày đem bùa, đem tỏi theo. Nhưng mà tao nghĩ cái dông nó mạnh giống vậy rồi, nó không có sợ mấy cái đó đâu. Trừ khi trong nguyên một đám của tụi mình phải có một đứa có căn. Mày mới hỏi, ủa có căn là sao? Thằng Quý nó mới trả lời, có căn tức là mày có thể nhìn thấy được thế giới tâm linh, mày có thể giao tiếp được với thế giới tâm linh, mày biết được cơ cấu vận hành của tâm linh, mày hiểu được luật chơi và mày phá được luật của tâm linh. Một số người có căn ngoài ma quỷ ra, họ cũng có thể giao tiếp được với một số loài thực vật hoặc là một số loài động vật. Tiếc là bên nhóm của tụi mình không có ai giống vậy hết á. Vừa mới dứt câu, thằng Tèo mới đập vai của thằng Quý. Xong rồi chỉ hoàng Đức Hoàng nguyên đám nhìn theo hướng tay của thằng Tèo. Đức Hoàng đứng trước cửa nhà của người ta, mấy con chó chạy ra sủa nhưng mà bị chặn lại bởi cánh cổng. Thằng Đức Hoàng đứng bên kia cánh cổng nó. Mình thấy vậy mình mới nói với Quý, rồi đợi hình có một đứa rồi đó. Tối nay đi, không có nói nhiều. Về đến nhà thì gặp ba của thằng Quý đang ngồi trên bàn máy tính. Nguyên đám đang chuẩn bị đồ để đi khám phá tối nay. Ba của thằng Quý mới quay qua hỏi, ủa mấy đứa chuẩn bị đi đâu vậy? Tụi mình mới nói láo là dạ tối nay tụi con đi xôi ếch chứ lại xôi cá. Chú mới hỏi tiếp, ủa xôi cá xôi ếch gì cầm theo cây vũ con chi vậy con? Thằng Hào đang soạn đồ xong nó chỏ mỏ qua. Nó lấy nó đập đầu cá chú. Rồi chú nói tối nay vậy có về ăn cơm không? Thằng Quý nó mới nói dạ tụi con ăn ở nhà xong tụi con mới đi á. Vậy là mấy giờ tụi bay đi? 9 giờ đi ba ơi. Vậy là 9 giờ mày đi rồi đúng không? Ấy giờ ba biểu này cái. Tao tính là ăn cơm xong rồi tối tới mày chỉ tao xài máy tính. Mà 9 giờ mày đi rồi, ấy giờ chỉ cho ba xài máy tính cái. Xong thằng Quý tiến lại chỗ cái bàn máy tính của ba nó. Con dạy, còn ba học. Mình nói thiệt với mấy bạn luôn, các bạn đang muốn rèn giũa sự kiên nhẫn của bản thân đúng không? Đừng có tập yoga hay là thiền gì hết á. Thử chỉ cho ba mẹ hoặc là ông bà các bạn xài đồ công nghệ đi. Mình dám cá là các bạn sẽ lên được một cái level mới á. Trong trường hợp này thằng Quý nó cũng không có ngoại lệ. Nó hỏi ba của nó, bây giờ ba muốn làm gì? Ba của thằng Quý mới quay qua, tao muốn đọc báo. Cái là nó chỉ vô cái phần mềm mà ba của nó cần phải click vào. Thì ở đó trên máy tính chưa có Chrome, chỉ có Internet Explorer và Firefox thôi. Cái là thằng Quý nó chỉ vô trong cái Firefox. Rồi ba thấy cái ứng dụng mà nó có con cáo nó vây quanh quả cầu không? Ba của thằng Quý nhìn vô, tao tưởng nó đấm lửa chứ. Ê con cáo thiệt nè mày ơi. Thằng Quý nó mới nói tiếp, đúng rồi, ba bấm vô cái con cụ vĩ đó, đứt chuột hai lần liên tục ở trong đó. Ba của thằng Quý bấm chuột vậy nè, tạch tạch. Thằng Quý nó mới nói không phải bơi, ba phải bấm liên tục hai cái chứ, ba mà bấm rời rạc giống vậy nó sẽ trở thành đổi tên. Ba của thằng Quý cầm con chuột, khó quá vậy mày. Thằng Quý nó mới nói thôi khỏi, có cách này đơn giản hơn cho ba nè. Bây giờ có cái cách này nó đơn giản hơn luôn nè, bây giờ ba bấm vô trong cái ứng dụng đó, rồi bấm một cái thôi nha, một cái thôi, đúng rồi. Còn cái nút nè, cái nút lớn lớn này nè, ba nhớ giùm con, đây là cái nút Enter. Bấm vô cái này là ba có thể vô được trong trang web để ba tìm báo ba đọc. Bấm vô cái nút Enter này, đúng rồi, bấm vô. Đúng rồi, thì nó sẽ bấm vô. Đúng rồi ba, nhưng ba đừng có bấm nữa, nó ra một đống rồi. Ông già ông đè cái nút Enter rồi, tôi thề là cái máy nó muốn treo luôn. Thằng Quý nó tắt táp mệt luôn. Xong rồi thằng Quý nó đưa cái đường link ra, rồi xong mới để ba của nó ngồi đó coi báo. Nó thì đi qua đây soạn đồ tiếp. Tối hôm đó cả đám ăn cơm xong, thủ đồ theo và chuẩn bị lên đường. Nguyên một đám quỷ môn quan rời khỏi nhà. Mình chở theo sau là Đức Hoàng. Đang chạy xe thì mình thấy hơi mỏi lưng, cái là mình mới nói với lại Đức Hoàng, ê ê nghe không mày? Hả? Đấm nhìn cái lưng coi. Mày đấm hay mày gãy ngứa vậy mày? Mạnh lên xíu coi. Đúng rồi, lên cao xíu nữa nè. Cao xíu nữa. Cao xíu nữa.
Thì một lúc sau, thằng Quý nó rẽ vào một cái khung đường vắng. Chạy khoảng chừng 700 mét thì trước mặt tụi mình là một ngôi nhà bỏ hoang. Cây cối với lại rêu á, nó bao phủ căn nhà. Căn nhà thì nó bị cháy xém một bên tường. Màn đêm buông xuống càng làm cho ngôi nhà trở nên rùng rợn. Tiếng ếch nhái kêu giống như hệt như những oan hồn đang khóc thương. Lâu lâu có những cơn gió nó luồn qua những cái khe hở nóc nhà. Nó tạo những cái âm thanh rất là ớn lạnh. Nói vậy là mọi người. Ừ, nó vậy luôn á. Nguyên đám dừng lại trước ngôi nhà, quay qua nhìn thằng Quý thì thấy nó vậy nè. Cha con thánh thần. Alo, dạ anh tới rồi ba ơi. Dạ tí nữa ông về. Nhanh lắm. Mình khoanh tay lại mình mới nói anh sĩ. Sao, sĩ? Ổn không? Thằng sĩ nó móc từ bên trong ra cái tay đấm gấu rồi nó nói. Thích thì nhất thôi. Mình đập qua cánh tay của thằng Quý. Ê, hả? Kìa, giá như có ai đó mà đằng sau xe nó đi. Ý của mày bớt nó bậy dựng cái. Cả đám móc hàng ra chuẩn bị bước vào bên trong. Mình cầm cái cây baton và vũ ra để sẵn. Con gì bước ra là gõ liền. Sĩ thì mọi người cũng đã biết rồi, nó cũng có cái tay đấm gấu. Nhưng mà nó cũng rút từ trong túi bên kia của nó ra một con dao bấm nữa. Móm thì nó rút ra cái ống tiếp sắt. Thằng Tèo thì nó cầm theo cái búa cao su. Hào thì nó cầm theo cái mỏ lết. Thằng Nhật thì cầm theo cây rìu đốn củi. Thằng Đạt nó cầm cây liềm cắt lúa. Thằng Quý thì nó sử dụng cây xẻng nhỏ nhỏ vậy thôi. Và cuối cùng là Đức Hoàng. Thật ra cây súng nước của Đức Hoàng mới ghê á mọi người. Cái nước trong đó không phải là nước bình thường nha, mà là tụi mình giả ớt được các kiểu ra, rồi ngâm nó trong nước, chiết cái nước đó ra rồi bơm vô cây súng của Đức Hoàng. Cái nước đó mà phun trúng con mắt một cái nha, mình nói nó giác ngộ là chuyện bình thường. Thế là đầu ngày trang bị đã đổ, nguyên một đám cất bước vào bên trong ngôi nhà được đồn đại là có ma, chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. Dù rằng không ai mướn, đèn pin mở lên soi vào bên trong căn nhà. Bên trong căn nhà rất là hỗn độn, nó quá lạnh lẽo do thiếu hơi người quá lâu. Đèn pin soi tới đâu cả đám phải nín thở im lặng tới đó. Những đôi chân nối tiếp nhau đi bên trong căn nhà. Hành lang tối tăm tưởng chừng như vô tận. Những cơn gió nó vẫn cứ tiếp tục mà. Tụi mình cứ bước đi như vậy mà không hề nhận ra một điều. Trong đêm đen có một đôi mắt đang dõi theo tụi mình từng bước đi. Và đó chính là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Diễn biến sau đó như thế nào, tập sau chúng ta sẽ biết nha. Tập này chán quá ha. Hy vọng tập sau nó ổn hơn.